Rồi, hiểu rồi. Cái vấn đề của bạn này là bây giờ bạn ấy tiền là đến chính là từ booking là cũng không có nhiều đúng không? Affiliate thì rất là ít, dù mặc dù là tệp là đúng là tệp con gái. Duy, em với người yêu có làm kênh TikTok về du lịch. Hiện tại nguồn thu của kênh chỉ XP là cái gì? Chỉ xếp chỉ XP, XP là cái gì không hiểu lắm. Chỉ XP từ booking không có nhiều. Affiliate thì rất ít mặc dù kênh của em được phân phối đúng tệp là con gái nhiều. Em muốn hỏi cách anh tối ưu về để có thêm chi phí để thêm ạ. Hôm bọn em đi chùa Bích Động có gặp anh với cả gia đình đẹp trai hơn trên live. Ừ cảm ơn em. Anh có thấy anh thế thì anh có gặp em ở ngoài đời rồi. Vô tình chúng ta có nhìn thấy nhau. Sau gặp anh ở ngoài đời thì cứ ra ơi anh Duy Muối à. Ừ thế anh em mình ra chào nhau bắt tay. Tối về đi nhậu với nhau thế đơn giản thế thôi. Rồi xem thử nào. Bạn này nè, tà xùa. Hạnh phúc đơn giản là làm những gì mình thích, đồ mình dùng nè, đồ bạn bán cái gì đây? Web. Chắc là đồ sang Shopee. Phương Thảo, Tali, áo sẵn chen hoodie, quần áo, chân váy, túi xách. Ok, thôi về thời trang. Rồi, xem thử content của bạn nào. Tà xùa, tôi vừa đi tà xùa xong, để tôi xem nhé. Anh đang định mời em vào DC đấy, nhưng mà thôi em ở bên MeTup rồi rồi thì thôi anh không rủ nữa. Ừ. Nhưng mà anh bảo này, nếu như sau này mà em có ý định là sang DC thì anh vẫn ở đây anh chờ em nhé. Em nói thế ông Huy bên MeTup nghe được ông lại vả cho ông bảo mày tranh idol nhà tao. À, Phan Đình Phùng. Cái phố Phan Đình Phùng này bọn tôi gọi là phố Hồi Trinh. Tại vì là các bà, các mẹ hay là các cô, các gì là cứ ra đây một cái là trở thành thiếu nữ 18 luôn. Mặc áo dài là trông mướt mát luôn. Chuẩn mẹ luôn, phố Hồi Trinh. Có câu ca trong gió hát ngân nga, dù trời mây nhẹ nhàng đón ban mai ngang qua trao nụ cười. Nắng đua trên khoe sắc vui đùa giữa muôn ngàn hoa, dịu dàng đến nhân gian nâu yếm tâm hồn người ạ. Hình như chính em cho anh mong chờ, hình như chính là em cho anh vẫn vương. Rồi, hiểu rồi. Cái vấn đề của bạn này là bây giờ bạn ấy tiền là đến chính là từ booking là cũng không có nhiều đúng không? Affiliate thì rất là ít, dù mặc dù là tệp là đúng là tệp con gái. Đúng không? Thì bây giờ nhá. Phương Tali, em fan của DC lâu lắm rồi ý, nếu được cho anh cho em vào cách join với. Ờ đơn giản thôi em ơi, inbox cho anh nhá. Nhưng mà anh bảo này, bên anh với cả bên MeTup ấy, hai bên cũng chơi thân với nhau ấy. Ừ, với cả là kiểu như là anh giám đốc ở bên MeTup quan trọng là anh lại biết nhà anh. Thế thì anh cũng không muốn là trong trường hợp mà em đang ở bên MeTup xong rồi em lại sang bên DC thì ông ấy lại qua nhà anh, ông ấy gõ vào đầu anh ấy. Thì anh cũng hơi sợ. Ờ, thế thì anh bảo thôi thì em ở bên MeTup thì em cứ ở bên đấy đi. Không thì em làm cái cách nào mà cho nó ổn thỏa một tí chứ 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 anh này anh cũng khó xử ấy. Đó cả đây nhá, anh chỉ này. Đây nhá, cái này là tôi chỉ thêm cho các bạn mà làm về KOC nhá. Cái này không biết có ông nào mà ngồi tóm tắt hộ tôi được không nhỉ? Hay là Phương Tali. Phương Tali ơi, anh bảo này anh bây giờ anh chỉ cho em. Xong em viết lại cái đoạn này thành text. Xong em đăng lên trên group hộ anh nhá. Tại vì cái này anh cũng là một cái hay nhưng mà anh thì khá là dở về cái cách mà viết chữ ấy. Thì chắc là anh nhờ em để mà comment luôn, để mà viết một cái bài trên group luôn, tăng tương tác luôn. Đồng ý thì em ok nhá, comment chữ ok nhá, xong để anh chỉ cho. Hay lắm, anh chỉ cho hay cực. À, hình như mình vừa xem được clip của con bé này ở trên Facebook xong. Bây giờ nha. Nào, đầu tiên xác định tệp của bạn này, tệp phụ nữ, tệp con gái. Mà bây giờ cái phong cách của bạn này nhá là kiểu phong cách kiểu cute, kiểu như là dành cho con mấy kiểu như là đồ kiểu dành cho mấy con mẹ mà kiểu bánh bèo ấy. Mấy con mụ mà bánh bèo đúng không? Thế thì bây giờ nhá, mình xác định luôn là bây giờ là những người như thế nào thì người ta sẽ thích xem kênh của cái bạn Phương Tali này.
Một, tôi thì tôi không phải là tệp phụ nữ, mà đây là tôi đang đoán bừa. Có đúng hay không thì bạn Phương bạn ấy tự ngồi bạn ấy ngẫm nhá. Ngẫm đi em nhá. Nào bây giờ anh nói này. Cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Nó gọi là cái gì nhỉ? Phải đúng. Cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Cái bà kia và cái gì nhỉ? Bảo cái gì sai cãi nhỉ? Cái gì sai cãi nhỉ? Quên mẹ mất tên. Tự nhiên quên mất cái câu rồi. Đấy nhá, như vừa rồi anh có vô tình anh xem được cái kênh này của em này, Công viên Thống Nhất này. Bây giờ mình play lại cái kênh cái video mà Công viên Thống Nhất nhá. Thấy không? Một nơi cực chill chỉ 5k. Ok, đoạn này rất tốt. Mở đầu video hay là đến đoạn thân video ấy, em cứ giữ màu. Ừ, đúng nhận sai cãi, đúng nhận sai cãi. Thì mở đầu cái video nhá, em cứ tiếp tục em làm theo cái dạng mà em đang làm, tức là em giới thiệu cho người ta xem là bây giờ là tao sắp đi vào công viên, tao sắp đi vào cái khu nghỉ dưỡng hay là tao sắp vào đi đâu đấy. Em cứ để giữ nguyên như này cho anh nhá. Giữ nguyên đoạn này, không thay đổi bất cứ một cái gì cả. Rồi, bắt đầu tiếp tục này. Dù trời mây nhẹ nhàng đón ban mai ngang qua trao nụ cười. Nắng đua trên khoe sắc vui đùa giữa muôn ngàn hoa. Dịu rồi, dòng... đây. Đoạn này chính là đoạn mà đây từ từ. Bắt lại một tí. Câu ca trong gió hát ngân nga dù trời mây nhẹ nhàng đón ban mai ngang qua trao nụ cười. Nắng đua trên khoe sắc vui đùa giữa muôn ngàn hoa dịu dàng. Đây. Đoạn này chính là đoạn mà em cài cắm vào affiliate nhé. Trong cái đoạn này em đang nhìn thấy hình ảnh ở đây nó là tô tượng đúng không? Thế thì đúng ra ấy, khi mà em nhìn thấy cái chữ tô tượng này chuyển cảnh ra ấy, là cảnh mà em đang ngồi, em đang vẽ, em đang chill, em đang kiểu như là tô một cái con Doraemon hay em tô một cái hình thù gì đấy đúng không? Trong cái lúc mà em tô xong ấy thì vô tình là cái móng tay giả của em nó bị gãy. Em hình dung không? Nó bị bật ra, nó bị gãy xong phát. Xong rồi vô tình làm sao mà em nhìn thấy cái móng tay của em nó bị dài quá, lập tức em rút ra trong túi một cái bấm móng tay nhìn trông nó rất là xinh, trông nó rất là cute, trông nó rông rất là con gái. Nó rất là bánh bèo mà nó chỉ có giá là từ 15.000 đến 20.000 thôi. Xong bắt đầu em cầm em bấm. Em hình dung không? Thì cái đoạn nhỏ mà chi tiết như thế nhá, chính là cái đoạn mà người ta sẽ vào, người ta sẽ ngạc nhiên, người ta bảo là ơ, sao bạn nữ này lại dùng một cái đồ hay ho, lại dùng một cái đồ mà trông cute thế? Tại sao mà quần áo của em ở trên kênh này em bán được chuyển đổi rất là thấp? Bởi vì thường ấy là những con bé mà nó đã đi theo một cái phong cách như thế này rồi thì nó sẽ tìm đến những cái nơi mà em đang sống. Quan trọng ấy là nó đang sống, nó đang tìm những cái nơi mà kiểu em sống ảo và tìm cái góc mà em sống ảo, em quay, em dựng, em chụp như thế nào để nó học hỏi, nó làm theo. Còn thường những cái đứa nào mà xem quần áo ấy, hoặc là nó chưa định hình về phong cách, hoặc là nó sẽ tìm của những cái kênh khác mà chuyên làm về thời trang quần áo để nó xem về tư vấn kỹ hơn. Còn cái kênh này của em ấy là bản chất là nó đang dành cho những cái đứa nào mà ví dụ như nó ở Hà Nội hoặc là nó không ở Hà Nội, nó ở xa, nó tìm đến những cái kiểu nơi mà góc máy sống ảo và đẹp chill như này. Nhưng mà nó sẽ không thể nào mà nó ngờ được ra là trong cái lúc mà nó đang ngồi xem một cái video của em ấy, em lập tức em rút ra một cái đồ gì đấy trông rất là xinh. Đấy bạn thấy không? Đấy. Tự nhiên mình rút ra một cái đồ kiểu trông rất là xinh, trông rất là cute, một cái hộp, một cái thùng. Xong rồi nhìn trông nó cute, nhìn trông nó bánh bèo nhưng thực ra nó là một cái thùng rác. Đấy. Sau đấy là em cài cắm, em bán luôn cái này vào. Hình dung không? Đấy là cái cách làm để làm sao mà tăng được cái chuyển đổi của em. Nào, anh nói đúng nhận sai cãi nào. Nào, đúng không em? Nào, comment thử xem. Ờ, nó đơn giản thế thôi. Mà bà này bà không cài cắm vào hơi phí. Rồi xem thử nào. Ninh Bình, à Ninh Bình tôi vừa đi xong. Ninh Bình tôi không biết là ở đây có ai là fan của Hà Anh Tuấn không. Tôi vừa mới xem mua cái váy ấy, xem show ca nhạc của Hà Anh Tuấn vào tối ngày 25 đấy. Đấy, không biết là tối ngày 25, không biết là ở đây có anh em nào đi Hà Anh Tuấn không. Thì anh em đi vào cùng. Ủa, Ninh Bình có bên dưới à? À ừ, em đi vào hôm 27 tháng 1 này. Thế mày không gọi anh câu. Anh ấy để anh em mình đi Ninh Bình cùng nhau. Ờ đúng rồi, Ninh Bình này. Đây này, đây. Cái đoạn mà cài cắm này, cái đoạn mà cho tiền vào này là cái đoạn này này. Thấy không? Đây này, đây. Chính xác nó là cái đoạn này. Cái đoạn này trong cái lúc mà em đi vào trong vườn dứa, em vô tình là em làm bẩn giày của em, hình dung không? Xong rồi trong cái khoảnh khắc đấy em rút ra một cái chai xịt. Xong em xịt lên giày, xong em lau. Cái đoạn đấy nhá, nó chỉ chiếm vào tầm khoảng là từ khoảng 3 cho đến 5 giây.
nó không quá dài để nó làm gãy cảm xúc của người xem, nhưng mà nó vẫn cài cắm được trong cái video đấy. Em nhớ là cái việc mà người xem ấy, người ta bị ghim vào trong đầu ấy, nhiều nhất ấy là vào cái lúc mà người ta không ngờ được ra thì sản phẩm đấy nó xuất hiện, thì nó sẽ làm cho người ta ghim ở trong đầu nó sẽ rất là rõ hơn là một cái video mà người ta xem xong người ta đoán là à sẽ con bé này lại bắt đầu nó bán cái gì đấy rồi, thì lúc đấy người ta sẽ có một cái cảnh giác, người ta sẽ đéo mua hàng của em. Nhưng mà miễn là trong cái video của em cài cắm vào một cái đoạn nào đấy, nó chỉ ngắn thôi, tầm khoảng 3 đến 5 giây, xong em cài cắm, em up lên, thì như thế thì hoàn toàn là không sao cả, nó không ảnh hưởng gì. Và người xem người ta vẫn hiểu được là à, đây là một cái sản phẩm là con bé này bán về giày này, nó bán về cái gì, nó bán về cái gọi là cái gì, cái kẹp tóc này, rồi nó bán về cái gọi là cái bấm móng tay này. Tất cả là mình đều có thể là mình cài cắm, mình cho vào, mình làm được. Trời ơi, hơi tiếc. Lần sau đi Ninh Bình rủ anh tiếp nhá. Đấy nhá, anh nói nãy giờ rồi đấy. À, đoạn này là đoạn mà anh em mình gặp nhau đúng không? Đoạn này anh em mình là đoạn anh em mình gặp nhau này. Đây, lúc đấy là tôi đang đứng ở đây, đang đứng ở trên cầu chụp ảnh với cả vợ tôi. Con bé Tali thì nó đang đứng ở đầu bên này, xong nó chụp lén tôi kiểu. Tôi nhớ rồi. Ok nhá, góp ý thế thôi nhá. Nếu mà em mà văn hay chữ đẹp, em chuyển thể cái đoạn vừa rồi anh nói làm sao mà cho nó ra bản text, nhìn cho nó mượt mượt một tí em nhá. Sau em up lên group cho anh. Up lên thì inbox anh bảo anh để vào nhá. Rồi.